Mình xin chào các bạn nha. Thì thấy theo yêu cầu của một số bạn là yêu cầu mình đến cửa hàng Huyền Nhí mà quay dòng xe giá rẻ để bạn ấy mua để mà đi làm, đi cài đó các bạn. Thì đây là những dòng xe giá rẻ của cửa hàng. Nói chung thì xe tàu, rim tàu, quay tàu rồi ha. Rất là nhiều ở đây nè, các bạn nhìn sơ qua một cái đi. Biển số nè, có xe 50 nữa nè. Mình quay sơ qua trước cái rồi mình sẽ hỏi giá ảnh mình nói luôn ha. Các bạn nhìn nè. Quay này quay Nhật, chiếc này nhiêu vậy anh? Chiếc quay này tám triệu đó, chiếc quay là 8 triệu. Mình hỏi bây giờ mình quay tới đâu mình hỏi giá anh tới đó ha. Một số chiếc thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ để địa chỉ cũng như số điện thoại của ảnh ở dưới phần mô tả ha, địa chỉ và số điện thoại nha các bạn, trong phần mô tả ha. Đây là những giá rẻ thôi. Rồi như chiếc quay đỏ này nhiêu anh? Đây là quay tàu đúng không? Rồi đúng rồi, quay tàu đó các bạn, như thế này 5,5 triệu. Chiếc quay này xe Nhật nha các bạn. RS. Rồi chiếc quay Alpha cái bên nè. Quay Alpha. Xe 50 hả? Ờ đúng rồi các bạn ơi, xe 50. 6 triệu, xe 50. Phía trước nữa các bạn. Nói chung xe này thì anh không có dọn ha, có để nguyên xi bởi nhìn thấy nó hơi xấu xuống đúng không? Thì chỉ có 5-6 triệu, 6-7 triệu thôi. Và xe này, như chiếc quay này nhiêu anh? Quay tàu 14 triệu. À, cái biển nó đẹp các bạn. 33737 ha. 14 triệu không ạ? 14 triệu. Xe 50. 6,2 triệu. Quay 50 màu đen ha. Đỏ này 50 đi, 6 triệu. Chiếc này thì 6 triệu nè. Màu đỏ bánh cấp. RS Nhật. Ngoài tỉnh. 7,5 triệu. Màu xanh. Cái này là quay Nhật nha các bạn. 7,5 triệu. Xe biển số tỉnh. Biển số tỉnh này thì sao anh? Ví dụ như khách khác lại mua thì hả? Bao tranh chấp. Có gì các bạn cứ liên hệ với ảnh qua số điện thoại mình để trong phần mô tả ha, cho nó dễ ha. Rồi chiếc Sirius này anh. Trước Nhật. 11 triệu. Bánh mâm đó các bạn, bánh đúc luôn nè ha. 11 triệu. Wow. Rẻ đó các bạn. Xe này theo Nhật nha. Rồi. Qua mấy chiếc cốc này đi anh. Hai chiếc đèn tròn này á thì chiếc 9,5 triệu. Chiếc đèn vuông có đề thì 14 triệu. Chiếc này có đề là 14 triệu nè. Hai chiếc này là 9,5 triệu đèn tròn. Cái này là xe Nhật hết ha anh? Ủa? Xe cúp Nhật đó các bạn. Xe có đề á, xe có đề đó. Chiếc này này có đề nha. Để mình cho các bạn xem biển số ha, anh nói biển số đẹp đó các bạn. Chiếc cúp. Mấy chiếc này thì bạn nào muốn mua để đi chợ hay đưa đứa con này học thì ok lắm nè. Đây. 339. Biển số đẹp đó các bạn. Còn đây là biển số của hai chiếc còn lại ha, sát chết nè. Các bạn nhớ biển số này để mà các bạn gọi tư vấn cho nó dễ ha. Xe Nhật nha các bạn. Cúp 50 của Nhật đó. Chiếc 9,5 này là có đề nè. 5,5 triệu một chiếc. Rim tàu dọn mới lại. Hai chiếc rim luôn, rim tàu nha. Còn đây là quay 50, quay 50. 50 nó từ 6 triệu, 6 triệu ngoài, 7 triệu từ chiếc. Ừ. Nói chung tầm khoảng 6-7 triệu đó các bạn, tùy chiếc. Rồi, phía trong này còn mấy chiếc nè, chiếc rim này. Rim này rim tàu luôn. 7,5 triệu. 7,5 triệu các bạn nhìn biển số nha. Đây. 66679. Số này đẹp quá các bạn. 7,5 triệu ha, rim tàu. Bánh mâm luôn nè.
3456 đó. Ừ, 4456 đó phải không? Chiếc ghim 85454. Hai chiếc do đều đẹp hết á. Chiếc quay với rìm giá nhiều giờ? Quay thì cũng 14 triệu, còn chiếc ghim thì 8,5 triệu. Nè, chiếc rìm này 8,5 triệu đó các bạn. 85454. Chiếc quay này 14 triệu. Số đẹp quá nè. Cái này là hàng tàu hả anh? Cái đó xe tàu. Xe tàu không, hai chiếc ha. Bánh cong nè. Đây, mấy chiếc này khoảng 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi ha, dùm dọn. Biển số nè các bạn. Biển số nè. Mình nhắc lại, mình sẽ để địa chỉ của cửa hàng và số điện thoại của anh Nhí á ở trong phần mô tả nha. Các bạn cứ liên hệ với số điện thoại đi, mình hỏi giá, tư vấn giá nó dễ hơn ha. Mình chỉ quay như vậy thôi. Chiếc rìm này thì biển số rất là đẹp rồi các bạn. Lúc nãy mình có báo giá rồi ha. Ảnh đọc giá xong xuôi rồi là mình quên rồi, mình không có nhớ nổi tại rất là nhiều. Các bạn muốn coi kỹ giá cứ tua lại những cái trước đây mình quay á, nãy giờ mình quay đó ha. Cứ tua lại xem giá, bây giờ mình sẽ quay chi tiết chút xíu những chiếc xe này. Màu xanh nè. Màu nho nè. Chiếc quay này bị số là rất là đẹp đó các bạn. Chiếc rim này cũng vậy luôn ha. Thì những bạn thích bị số đẹp thì cứ mua bị số đẹp. Còn đi làm, nói chung đi cài thì có một chiếc xe ngon lành để chạy là ok rồi. Mình thấy xe này anh đã dọn đây rồi đó các bạn. Đề nổ chạy được là ok rồi đúng không? Nói xe bèo nhưng mà nhìn ngoại hình cũng không đến nổi đâu các bạn. Nó không đến nổi tả. Rồi sau này mà ảnh có những xe dòng xe mới mà về mà xe nào hot hot chút xíu, biển số đẹp á, có những bạn nào mà săn biển số đẹp á thì ảnh hay có những dòng xe biển số đẹp đó các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Ba chiếc cúp lúc nãy mình quay rồi nè. Chiếc cúp giữa này biển số cũng đẹp lắm các bạn. Đèn vuông. Ba chiếc cúp này là của Honda luôn nha các bạn ha. Ảnh có dọn lại rồi. Sơn phết dọn lại cho đẹp thôi. Mấy chiếc này để chạy đi làm hay là đi chợ, chở con đi học thì ok luôn. Mình có đậu nắng mưa cũng không có ngán. Vừa rồi thì mình hứa là cuối tuần quay. Sáng giờ mình rất bận luôn nhưng mà giờ mình cố gắng đến đây mình ghé mình quay cho các bạn xem những dòng xe ở đây. Ở ngoài này có một chiếc Acelo. Lúc trước cũng có nhiều bạn nhờ mình tìm những chiếc Acelo giá thật là rẻ luôn. Thì chiếc này là 7 triệu 8 đó các bạn. Acelo ha. Cái giá này thì xe không thể nào đẹp được. Các bạn nhìn đây, chỉ có 7 triệu 8 nha. Acelo ha, 7 triệu 8. Tuy là ngoại hình xấu như vậy đó các bạn, nhưng mà máy móc vẫn chưa làm nha các bạn ha. Còn zin luôn á các bạn. Cửa hàng Huyền Nhí là nằm ở trên tuyến quốc lộ đó anh các bạn. Cửa hàng của anh bên kia nữa kìa. Bên này là cửa hàng xe cũ, xe giá rẻ. Đây là tuyến quốc lộ nè. Ở đây là cầu Kinh Sáng chạy xuống nè các bạn. Đó. Còn cái hướng này các bạn đi theo quốc lộ là thẳng về Bạc Liêu luôn nè ha. Rất là nhiều dòng xe giá rẻ ở đây, những chiếc xe này còn rẻ nữa. Những chiếc này mình nghĩ tầm khoảng 3-4 triệu, 2-3 triệu thôi. Rồi, bây giờ mình quay sơ lại cho các bạn xem lần nữa, rồi mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại nha. Địa chỉ số điện thoại mình sẽ để trong phần mô tả nha. Bây giờ mình xin được kết thúc video này ở đây. Xin chào các bạn.